Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên, mình sẽ đặt như thế này. Xin lưu ý kỹ, A, B, C, D, E của cái phương trình này không liên quan với cái phương trình ở đây nha. Bây giờ chúng ta nhìn vào đồ thị, chúng ta thấy rõ, chúng ta có hai đường tiệm cận đứng, đó chính là x bằng 2, tiệm cận sin, chính là cái đường này. Bây giờ chúng ta thấy rõ, ở đây chúng ta có tiệm cận đứng là x bằng 2. Như vậy, chúng ta đẩy số 2 sang bên trái, chúng ta có x trừ 2 bằng 0. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái mẫu ở dưới này. Tiếp tục, chúng ta có tiệm cận sin. Thì chúng ta thấy rõ nó đi qua hai vị trí. Đó chính là x bằng 0, y bằng trừ 1. Và vị trí 2 là x bằng 1, y bằng 0. Như vậy, chúng ta có hai tọa độ. Mình sẽ đặt như thế này. Chúng ta có phương trình đường thẳng y bằng mx cộng b. Thì bây giờ chúng ta thấy hai cái tọa độ này vào để đi tìm giá trị m và b tại vị trí x bằng 0, y bằng trừ 1. Như vậy b của chúng ta là trừ 1 tại vị trí x bằng 1, y bằng 0. Thì chúng ta có b bằng trừ 1, chúng ta thấy vào đây. Như vậy chúng ta sẽ có 0 bằng m trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm được giá trị m, đó chính là m bằng 1. Như vậy chúng ta có b bằng trừ 1, m bằng 1. Như vậy phương trình đường thẳng của chúng ta chính là y bằng x trừ 1. Tại vì hết số 1 vào m trừ 1 vào b, chúng ta có x bằng y bằng x trừ 1. Như vậy cái cục này chính là x trừ 1. Và chúng ta có tiệm cận đứng chính là x trừ 2, chúng ta thế vào dx cộng e. Sau khi chúng ta đã có tất cả các phần này, bây giờ chúng ta đi tìm giá trị c. Chúng ta biết đồ thị này đi qua, mình cho cái đồ thị này nó nằm đi qua ở vị trí này trừ 2 nha. Tại vì trừ 1 nó cao hơn trừ 2, nhìn vào cái hình vẽ thôi. Thì bây giờ chúng ta cho cái này ở vị trí là x bằng 0, y bằng trừ 2. Như vậy chúng ta thấy số 0 vào, trừ 2 này vào đây. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm được giá trị C ở đây. Chúng ta đẩy trừ 1 sang bên đây là cộng 1, trừ 2, cộng 1 là trừ 1. Đây là trừ 2. Trừ 2 đẩy sang bên đây. Chúng ta sẽ có trừ 1 nhân trừ 2 là số 2. Như vậy C sẽ bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có là x trừ 1 cộng cho 2 chia cho x trừ 2. Bây giờ chúng ta quy đồng mẫu số lên thì chúng ta sẽ có x trừ 1 nhân cho x trừ 2 cộng cho 2 chia cho x trừ 2. Như vậy chúng ta nhân vô chúng ta sẽ có x bình phương nè, trừ 1 nhân x là trừ x, trừ 2 nhân x là trừ 2x, trừ 2 nhân trừ 1 là cộng 2. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ có là x bình phương trừ cho 3x cộng 4 chia cho x trừ 2. Như vậy, trong trường hợp này,
chúng ta dựa vào cấu trúc của đề bài thì chúng ta thấy rõ A là số 1, như vậy đây là số dương. B là bằng trừ 3, đây là số âm. C là số 4, như vậy là số dương. D bằng trừ 2 là số âm. Như vậy ở đây chúng ta có hai cục dương, như vậy chọn câu B.